VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Gip là một cái người mà nó Gip tự đánh giá bản thân mình á, là mình chỉ hoạt ngôn hoạt bát, vui vẻ, mình làm nhạc cũng được, rồi xong rồi cũng nhìn cũng bình thường, mình không có cái gì đó, mình không có gọi là đủ yếu tố để làm một cái người nhóm trưởng. Thì lúc đó thì Gip cảm giác là mình phải handle rất là nhiều thứ, trách nhiệm trên vai mình rất là nặng luôn, mà mình bị rung á mọi người, thời điểm đầu rất là rung. Mà thật ra là sao ta, mình là một người mà rất là khó khóc á mọi người, mình cũng không biết từ khi nào mà mình trở thành một người như vậy. Mình rất là xúc động luôn, rất là cảm động, nhưng mà kiểu mình không khóc được, mình cho nên là mình không diễn tả được cho mọi người hiểu là mình ở bên trong mình đang như thế nào, mình đang sụp đổ như thế nào. Ok, đội trưởng này Gip xin chào tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên mà đây Gip làm đội trưởng cho Manta C2. Cảm xúc của mình khi đó là như thế nào ạ? Cảm xúc của đây Gip thì thật sự là gọi là ban đầu thì mình hơi áp lực, nhưng mà khi mà mình đã vào gọi là mình vào việc á, thì mọi thứ nó cũng phải cái gì ra cái đó. Đó thì mình vẫn phải làm hết sức có thể, gọi là nghiêm túc, rồi xong rồi tận tụy. Nói chung là cái gì mà mình có thể làm thì mình sẽ cống hiến hết cho cái hai phần trình diễn Hào Quang với lại Catch Me If You Can. Đó thì rất là áp lực, nhưng mà nói chung là khi mà mình đã hoàn thành xong rồi, nó cho mình rất là nhiều cảm xúc, gọi là buồn vui lẫn lộn, rồi xong rồi lo lắng vui vẻ. Nói chung là tất cả những cái cảm xúc mà những cảm xúc căn bản của một con người là nó Gip có đủ hết ở trong cái live stage 2 vừa rồi. Mình thật sự rất là nhiều thứ khó nói, đúng như dự đoán. Gọi là ban đầu thật sự nha, không phải là quá tự tin, mà là khi mà mình gọi là mình mang về một cái bài hát, thứ nhất là nó có một cái chorus quá là catchy, nó rất là dấu ấn. Nếu như mà mình là một người làm nhạc mà mình đã cảm giác được cái chuyện đó thì thật sự là khán giả cũng mình nghĩ là khán giả cũng sẽ như vậy. Đó rồi gọi là sao ta, một cái chủ đề rất là hay, cái câu chuyện mà bất cứ những người gọi là làm trong nghề nghệ thuật giải trí họ đều trải qua, đó là một cái ánh hào quang, mình có được hào quang và mình mất đi những cái gì mà thân cận bên cạnh mình từ trước tới giờ. Đó là những cái điều mà kiểu giống như là mọi người thường giấu đi á. Thì hôm nay mình mượn Dương Domic, mượn Raider cũng như là Pháp Kiều đó để nói ra được những cái tiếng lòng của những người nghệ sĩ. Áp lực thì rất là áp lực chứ, áp lực rất nhiều. Tại vì thật ra đối với Negip nha, cá nhân mình là một nghệ sĩ, mình là một người làm nhạc gọi là cá nhân indie, thì đó giờ Negip không có thích cái chuyện đốc thúc mọi người, đốc thúc hay là hối thúc. Tại vì như Negip cũng đã nói thì good things take time, thì cái gì mình làm từ từ á, nói chung là cái gì mình làm từ từ á thì nó mới nhừ đó, nó mới ra được cái hay. Đó là đúng là như vậy. Thì thật sự khi mà những người anh em, những người đồng đội của mình họ cũng chậm chậm từ từ thì mình cũng không có muốn đốc thúc mọi người á. Đó là cái dở của Negip nghĩ vậy, nhưng mà thật ra tại vì mấy anh em đang không có hiểu là sao ta, là trong một cái vòng thi, cái thời lượng của nó, cái timeline của nó rất là gấp, cái deadline của nó đặt ra phải đúng một cái bon, đúng ngày đó là phải có, mà mình chỉ có gần như là mười mấy ngày thôi, mà cái thời điểm mà chỉ còn có 2 ngày nữa lên thi á, team của Negip vẫn chưa xong nhạc, vẫn nói chung là về biên đạo thì ok rồi, bởi vì là có là biên đạo Lan Nhi đã hỗ trợ rất là nhiều cho Negip, thì phần biên đạo, phần dựng sân khấu đồ này kia thì cũng không có lo lắm. Nhưng mà nói về âm nhạc là cái thứ mà Negip rất là lo, tại vì đó rồi xong mà ngày rehearsal là tối hôm đó là đã sửa tới 3-4 giờ sáng rồi xong rồi mới đi rehearsal, rồi xong rồi trước khi lên thi diễn một lần nữa thì lại sửa bài thêm một lần nữa. Đó là bài Hào Quang đó, thì được top 1 thì cũng coi như là cũng xứng đáng, cũng rất là chúc mừng cho team Hào Quang cũng như Negip ạ. Thứ nhất là thứ hai là một người anh em quá nổi tiếng của mình rồi, gọi là có một cái lượng fan hùng hậu, và rồi bên cạnh đó thì là một người rất là tài giỏi, rất là thông minh. Tất cả những cái đường đi của thứ hai cũng rất là nét, gọi là nó cái gì nó cũng tính được,
đó, rồi sau đó là tới anh Isaac là một người gọi là đội trưởng của Negip rồi ha, rồi là cũng dẫn dắt nhóm, rồi cũng được đi đến top 2, rồi xong rồi cũng có số điểm cá nhân rất là cao và cái kinh nghiệm trong nghề của anh rất là dày dặn luôn đó. Thì khi mà Negip là một cái người mà Negip tự đánh giá bản thân mình á, là mình chỉ hoạt ngôn hoạt bát vui vẻ, mình làm nhạc cũng được, rồi xong rồi cũng nhìn cũng bình thường, mình không có cái gì đó, mình không có gọi là đủ yếu tố để làm một cái người nhóm trưởng. Thì lúc đó Negip cảm giác là mình phải handle rất là nhiều thứ, trách nhiệm trên vai mình rất là nặng luôn, mà mình bị run á mọi người, thời điểm đầu rất là run, hiểu không? Cái lúc mà còn chưa chọn được một cái nhóm á, nhưng mà sau khi mà chọn được một cái nhóm cho mình rồi, Negip rất là gọi là thở phào luôn, nhẹ nhõm. Thì mình có những người anh em mà mình rất là tin tưởng đó, những người mà gọi là viết nhạc được, sáng tác được, làm nhạc được luôn, nói chung là anh em rất là linh hoạt đó, thì Negip rất là tự hào mọi người. Thì lúc đó là cũng đỡ áp lực hơn rất là nhiều. Cái gì vui mình mới nghĩ tới, mình không dám nghĩ tới mấy cái buồn á. Nói chung là tại vì thật ra team mình làm cũng rất là tốt, mọi người làm rồi xong rồi mình cũng rất là tự tin về cái bài của mình á. Negip nghĩ là ai cũng phải rất tự tin về cái phần thi của mình á, cho nên là không ai dám nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Đó thì thời điểm đó rất là sốc, mình rất cực kỳ sốc luôn khi mà biết là hai thành viên của mình, hai thành viên Catch Me là anh Công Dương với là Nicky phải ra về. Sự kiểu cảm giác là mình có lỗi á mọi người. Thì thật ra anh Nicky là một người bên cạnh mình từ đầu cái lúc mà mới thành lập cái nhóm đó cái nhóm GM đó, từ cái lúc đó cho tới cuối cùng luôn. Đó gọi là ảnh support mình rất là nhiều về những sự tính toán, những cái đường đi nước bước, rồi ảnh cũng hỗ trợ mình thúc đẩy team Hào Quang, tại vì mình cũng lo được cho một bên thôi, tại vì mình tham gia bộ phận take care toàn bộ cho bài Catch Me, cho nên là mình cũng không handle được nhiều đó, rồi xong rồi mình cũng nhờ ảnh, rồi xong anh cũng tổng hợp này kia cũng nhắc mọi người đi tập, cũng tập lại cho mọi người những cái động tác trong bài Catch Me đó, thật sự rất là nhiều. Mà khi mà anh Nicky phải rời đi, Negip thấy rất là nhiều anh em trong 30 anh trai cực kỳ tiếc luôn, hối tiếc luôn. Negip cũng không ngoại lệ, mà thật ra là sao ta, mình là một người mà rất là khó khóc đó mọi người. Mình cũng không biết từ khi nào mà mình trở thành một người như vậy, mình rất là xúc động luôn, rất là cảm động, nhưng mà kiểu mình không khóc được, mình cho nên là mình không diễn tả được cho mọi người hiểu là mình ở bên trong mình đang như thế nào, mình đang sụp đổ như thế nào đó. Rồi tới anh Công Dương là Negip rất là tâm đắc cho cái đoạn rap của ảnh, rồi xong rồi nói chung là mình cũng biết là ảnh cái quãng giọng của ảnh vào cái bài này không hợp, nhưng mà cái vibe của ảnh, cái cách mà ảnh biểu diễn trên sân khấu, rồi xong rồi cái đoạn rap của ảnh rất là ngầu nha. Nói chung là mình viết tạm một cái đoạn mumble cho cái đoạn rap đó thôi, xong rồi anh Công Dương anh viết lời lên đó, rồi xong cái mình nghe cái cách mà anh Công Dương anh phát âm nó nghe sang quá, trời ơi, đọc rap mà sang hơn mình nữa, cho nên là quyết định là không có suy nghĩ gì, nó để cho anh rap luôn đó, rồi xong rồi cũng chỉnh sửa lời là một xíu cho nó lạ chút xíu đó, là đưa anh rap luôn, quá tuyệt vời. Nói chung là quá tuyệt vời, cho nên là mình không có dám nghĩ tới cái chuyện mà mọi người phải đi về á. Thêm một chuyện nữa là mình là đội trưởng á, thì khi mà mình chứng kiến hai thành viên mà đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình làm việc á, mà mọi người phải đi về á, rồi cái cảm giác nó không có gì mà tệ hơn á. Negip cũng không biết là sau này mình có còn có được làm nhóm trưởng và được chứng kiến cái cảnh đó không, nhưng mà hy vọng là không nha. Đó, mình là một thành viên thôi là ok rồi, cảm giác nó trách nhiệm nó ghê lắm. Hôm nay cũng là ngày quay tiếp theo của chương trình, gọi là mới tối hôm qua thôi, chỉ vừa mới khoảng 6 tiếng trước là tụi mình mới chia tay ngay tại căn phòng này, và hôm nay mình phải bắt đầu với một cái hành trình mới, một câu chuyện mới, một cái nhóm mới, những người thành viên mới. Mà trong đầu mình vẫn còn gọi là dư âm của cái chuyện ngày hôm qua, thật sự rất là cảm thấy là buồn. Tối hôm qua đi kiếp về, đi kiếp ngủ được luôn, là mình cứ nằm mình suy nghĩ tại sao nó lại như vậy á. Nói chung là bất công thì cũng không có bất công, tại vì đây là một trò chơi đó, mọi thứ nó đều rất là random á mọi người, nó là số phận à. Cho nên là khi mà đi kiếp ngồi suy nghĩ, mình cảm thấy có lỗi rất là nhiều đó, mình cảm thấy là mình chưa có làm đủ tốt để cho team mình gọi là được vào hạng trong chút xíu đó, thì mọi người sẽ an toàn hay là như thế nào đó. Nói chung là Negip cũng
Nói chung là mình cũng yếu nghề, mình chưa có tính được nhiều thứ, cho nên là mình cảm thấy rất là có lỗi với mọi người. Thì anyway, nói chung là chuyện nó cũng qua rồi. Thì em nghĩ là khi mà chương trình phát sóng thì mọi người sẽ được thấy hai người anh em của em đã làm rất là tốt. Đó, rồi mọi người sẽ được thấy những cái cận kẽ hơn, những cái lúc mà anh em mình gọi là trao đổi với nhau, anh em đã chuyên nghiệp như thế nào, nó đã tập trung, đã đặt cái tâm của mình và quyết tâm vì nó như thế nào, chứ không phải là tụi mình đã làm chơi chơi để rồi thua. Đó, anh Nicky, anh là một người cực kỳ tài giỏi. Em nghĩ là nếu như mà anh không mở chương trình này nữa thì anh tồn tại ở đâu anh vẫn sẽ tỏa sáng như bình thường. Tại vì thật sự đối với em, anh rất là thông minh, tất cả những gì anh làm nó đều mang lại giá trị cho một cái gì đó cho bản thân anh nữa. Nói chung là đã là một viên kim cương thì đặt ở đâu thì nó vẫn đẹp thôi. Đó. Còn anh Công Dương thì thật sự ban đầu em nghĩ là anh cũng thấy chuyện này, gọi là anh em mình gọi là, nói chung là mình làm việc thì không có vấn đề gì nha, nhưng mà gọi là sao ta, cái ban đầu thì thấy anh hơi gọi là lạnh lùng lạnh nhạt. Cũng nghe mọi người nói là anh là người một người là introvert, đó là khép kín xã hội khép kín, nhưng mà thật ra sau một khoảng thời gian gọi là còn chỉ còn 5-6 ngày nữa là thi, thì anh Công Dương ảnh bộc lộ ra một cái con người hoàn toàn khác đối với ảnh, làm cho Negip cảm thấy là hai anh em giống như là chơi thân với nhau lắm luôn á. Đó, thì anh Công Dương ảnh cũng kiểu vui vẻ với mình. Nói chung là mình cũng thấy là khi mà mình đến với mọi người, mình mang được một cái năng lượng á, là làm cho mọi người muốn xả ra mọi thứ á mọi người. Đó, anh Công Dương giống như anh gặp Negip giống như là cá mà được gặp lại cái hồ nước vậy đó. Anh Công Dương là đúng nghĩa vậy luôn. Đó, rồi xong rồi em cảm giác nha, anh có rất là nhiều tài, đã làm được rất là nhiều thứ luôn á. Anh nhảy đẹp nè, nhảy đẹp điên luôn á. Rồi xong rồi anh biểu diễn cũng tốt, nói chung là cái gì anh làm cũng hay á. Và anh, em nghĩ là sau chương trình này anh nên nghĩ kỹ về cái chuyện anh viết rap đi. Anh nghĩ là anh nên rap, tại vì cái giọng của anh rất là hay. Đó, thì em cũng có đóng góp thêm gọi là ý kiến. Đó là giọng của anh, nó khi mà anh đọc trầm hay là anh lên tông một chút xíu nghe nó rất là sang. Mà cái cách anh đọc tiếng Anh nó giống em á, gọi là nó sao ta, nói chung là nó rất là trôi chảy, nghe nó smooth, nó sang lắm. Đó, thì em nghĩ là nếu như mà anh có thời gian và anh thật sự nghiêm túc muốn chinh phục thêm nhiều thứ nữa thì em nghĩ là anh nên chinh phục cái rap. Đó, tại vì em thấy rap rất là hợp với anh, tại vì anh cũng khi mà anh viết cái đoạn đó là em biết là anh cũng có cái gì đó trong người rồi mà chưa có cười ra. Thì tụi mình dừng lại ở đây không nghĩa là tụi mình sẽ dừng lại vĩnh viễn, tụi mình không gặp nhau nữa. Thì em hy vọng là em vẫn gặp anh, gặp anh Nicky, anh em mình vẫn còn nợ nhau một chầu cà phê, đi ăn đi uống, làm nhạc với nhau. Tụi mình còn rất là nhiều những hoạt động, không phải chỉ trong chương trình này, tại vì em cũng đâu biết là sau vòng này em còn ở đây đâu. Đó, thì anh em mình ra ngoài tụi mình làm những cái điều mà tụi mình hứa hẹn nhau trước đó thôi, đúng không? VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Andai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.